lấy hơi và tạo ra đúng cách của bơi xả sẽ như thế nào. Đầu tiên thật mọi người sẽ tay phía trước ôm nước, từ từ thở ra, cho đến khi tay ngang mặt thì chúng ta sẽ nghiêng đầu sang và thở và lấy hơi và tiếp tục tay như thế. Các bạn có thể là 2 nhịp hoặc là 3 nhịp tay các bạn một thở.